Xin chào quý vị và các bạn Ngày hôm nay kênh Giả sử Việt Xin trân trọng giới thiệu tới quý vị và các bạn bộ tiểu thuyết lịch sử Bộ tiểu thuyết Bảo tác Triều Trần Chương 7 Đoàn Thượng Hội Quân ở Kinh Sư Trừ Gian Đảng Thượng Hoàng Lý Huệ Tôn không có hồi âm gì của quan thừa chỉ Ruột ngài nóng như đang ủ một lò lửa Ngài linh cảm như có một tai họa gì lớn sắp xảy ra Triều Triều ngài thường đi dạo trên quãng đường quen thuộc trong khuôn viên xem có thấy tên thị nữ người của quan thừa trị thường hay lui tới báo tin nhưng tuyệt vô âm tín ngài cũng không được biết ký gì về công việc ở trong triều mà con gái ngài được người ta đặt vào ngôi quân trưởng đang làm cái trò chống gì ngài muốn gặp vợ con quá chừng nhưng không thể nào vượt qua được khu cấm địa này ngay cả trần thủ độ ngài cũng mong ông ta đến Bây giờ ngài không sợ nữa Người ta đã tức hết thầy quyền bính của ngài rồi Còn gì nữa để mà mất Ngài ao ước gặp Trần Thủ Độ để xỉ mắng ông ta một trận Cho bỏ sự căm hờn chất chứa trong lòng ngài từ bấy lâu nay Nhưng nghĩ lại Huệ Tôn tự nhủ Có lẽ mình phải cầu xin ông ta Để có cơ may còn được gặp con cái Nếu không Chết thối giữa ra ở chốn lãnh cung cung này cũng không ai biết. Ngài lại nghĩ, chăm điều trị tại con mụ vợ ta thôi. Nó thông đồng với anh em chú cháu nhà nó để hại ta. Nếu không có nó làm nội ứng, ngày đêm năn nỉ với ta, thì làm sao ta ưng thuận để cho Trần tự Khánh rước xa giá về cung. Từ mùa xuân năm bính tý, một nghìn hai trăm mười sáu ở cứu liên, cũng từ đấy quyền hành ta lại trao vào tay thằng anh ruột nó. Trần tự Khánh được ta cho làm thái úy phụ chính lão anh cả Trần Thừa cũng được giao làm nội thị phán thủ. Thế là công việc trong ngoài triều chính đã lọt vào tay anh em nhà nó. Vây cánh nhà nó càng ngày càng lớn, lấn át cả ta để sai khiến thiên hạ. Lý Huệ Tôn cứ dân vật mình tại sao bỏ đường sáng, nhảy vào đường tối. Ông tiếc, cái năm quý dậu, 1213, rồi lại năm giáp tuất, 1214, Hai lần Trần Tự Khánh đến cửa khuyết tạ tội xin đón xa giá, ông đều chối từ. Lần thứ nhất ông đã giáng Trần Thị Dung từ Nguyên Phi xuống hàng ngự nữ. Lúc ấy ta đã thấy có điều đáng ngờ, xa giá đi về nẻo nào rồi bọn Trần Tự Khánh cũng tìm ra. Vậy thời chỉ có ngự nữ, người vợ yêu của ta vẫn lén lút thông tin cho cánh họ Trần, nên chúng mới biết. Nhà vua chép miệng tiếc thay, hồi ấy nếu ta cứ nghe Thái Hậu dụ cho trần tự khánh đến rồi giết đi thì đâu còn tai họa lớn cho ngày nay càng nghĩ máu trong người càng uất lên huệ tôn tự thấy mình có tội với các tiên đế vậy là ta đã đem cả cơ nghiệp của tổ tông xây đắp nên trao vào tay một lũ quyền gian mà kẻ môi giới lại chính là mụ vợ ta chao ôi lịch sử khéo lặp lại sự nghiêng đổ thành trì ai ngờ lại chính do tay một mụ đàn bà nhà đinh mất nghiệp cũng chỉ một tay dương thị tư thông với lê hoàn xa nữa nhà hán nhà đường bên trung quốc suýt mất nghiệp lớn cũng chỉ do mấy con mụ lữ hậu võ tắc thiên gây nên bây giờ lại đến lượt ta huệ tôn cứ ngày đêm nguyền rủa mình mãi không thôi cuối cùng nhà vua nghĩ phải làm thế nào thoát ra khỏi cảnh sống giờ chết giờ này nhà vua chợt nhớ tới lời dặn của quan thừa chỉ qua con thị tỷ bữa trước, bệ hạ nên sớm dứt bỏ trốn cung cấm thâm nghiêm. Bệ hạ hãy tỏ ra thối chí. Nghĩ vậy, nhà vua bèn viết mấy chữ gửi cho Trần Thủ Độ. Sau vài dòng thăm hỏi chiếu lệ, Huệ Tôn viết, Ta vốn chuộng cảnh nhàn, lại không đủ sức đi đó đây. Nghĩ mãi, chỉ có gửi thân nơi cửa Phật là hợp với sở nguyện của ta. Vậy ta mong nhà ngươi nghĩ đến chút tình yêu nghĩa xưa ta đối với Thái hậu Trần Thị Cũng như mấy anh em Khanh được cất nhắc chầu hầu Hãy ra ân y oi ngày đại cát này Cho ta vào làm lễ tế cáo trong điện trí kính Trong nhà Thái Miếu Rồi vĩnh biệt các con ta Sau đó ta cũng xin chủ trì tại chùa Kim Liên Là ngôi chùa mà các tiên đế đã tạo dựng Viết xong Lý Huệ tôn ôm mờ khóc hu hu mơ về một ngôi chùa sắp tới. Nhà vua sẽ trụ trì với các đấng thiền sư mà trước đây nhà vua đã đôi lần lui tới viếng thăm. Bỗng Huệ Tôn nhớ lại gần chục năm trước, thấy tình cảnh đất nước bê bối, ngổn ngang. Nhà vua muốn chấn hưng, đã toan mời một vị thiền sư lỗi lạc, thông hiểu cả tam giáo, về triều làm quốc sư. Nghe danh hiện quang thiền sư, năm 10 tuổi một đã xuất gia ở chùa Lục Tổ, được ngài thường chiếu thu nạp làm đệ tử, nay nổi tiếng khắp nước. Huệ tôn phái người đem lễ vật tới cầu hai ba lần, nhà sư đều lãnh mặt, không tiếp. Tới lần thứ năm, ngài sai thị giả trả lời. Xin sứ giả về tâu lại với nhà vua, bần đạo hiện nay sinh trường ở đất nhà vua, an lộc của nhà vua. Ở trong núi làm chùa thờ Phật trong bao năm rồi, công đức còn chưa được bao nhiêu, rất đối thẹn thùng. Nếu nay về hầu cận đức vua, không những chẳng được ích gì, lại sao nhãng trong việc tu hành, như thế chỉ để mọi người chê bai mà thôi. Phương chi hiện nay Phật Pháp có bể hưng thịnh, các bậc sư tượng đầy giấy đang hành hóa tại nơi điện các. Cứ chi đức vua lại cứ đoái đến một kẻ thô lậu, bần hàn, mặc manh áo vá đi kiếm ăn trong núi sâu này làm chi. Nhớ lại, Huệ Tôn càng buồn, ngài cho rằng vận số nhà Lý đã hết nên chẳng cầu được người hiền âu cũng là do tiên đế để lại ngay thời tiên đế đã có việc bắt các nhà sư phải hoàn tục hẳn rằng các thuyền sư vẫn chưa nguôi oán giận nghe nói tăng phó nguyễn thường đã từng can phụ vương chúa thượng chơi bời không điều độ chính sự của triều đình thì rối loạn lòng dân trái lỉa đó là triệu bại vong tiếc thay phụ hoàng đã chẳng nghe tăng phó liền bỏ đi còn ta cầu mãi chẳng được người tài cho đến bây giờ sự sụp đổ sờ sờ ra trước mắt biết đấy mà quanh tay thúc thủ nhận được thư của lý huệ tôn trần thủ độ mừng lắm chính ông cũng băn khoăn không biết phế huệ tôn bằng cách nào giam lòng mãi như thế cũng không được lỡ đang thiết triều chiêu hoàng đòi đi thăm phụ vương thì sao ăn à nói thế nào với các bậc đại thần Nay Huệ Tôn lại tự khơi đúng ý ta Vậy là trời giúp ta Ta tránh được tiếng ác Nhưng tại sao ông ta lại cứ khăng khăng muốn ở chùa Kim Liên Chùa nào mà chẳng do các tiên đế nhà Lý xây cất Nói cho đúng Không có nhà Lý thì làm gì có chuyện chùa chiền Thờ tự sùng thịnh như ngày nay Dù Huệ Tôn đòi hỏi không có gì quá đáng Trần Thủ Độ vẫn cứ còn phải cân nhắc Ông ngờ trong việc này còn dính dáng tới một vị đại thần nào chăng. Về phần quan thừa chỉ, ông đã dùng kế điệu hổ Ly Sơn sai giữ chức An phủ xứ Nghệ An. Ông cũng ngầm gài người theo dõi các hành vi của quan thừa chỉ. Rồi cái ngày đại cát mà Lý Huệ Tôn mong mỏi cũng đã đến. Ông chỉ được tới điện chí kính chứ không được tới nhà thái miếu. Trần thủ độ lấy cớ rằng nhà thái miếu chỉ mở cửa khi làm lễ hiến phủ cùng các ngày lễ tế giao, ngày Tết nguyên đán, ngày vua mới đăng quang. Ngôi chùa mà Huệ Tôn tự chọn cũng không được. Thay vì chùa Kim Liên nằm mãi ven bờ hồ dâm đàn, Huệ Tôn được nhận vào chùa Trân Giáo, ngôi chùa nằm ngay trong Hoàng Thành. Trần Thủ Độ Viện rằng, sức nhà vua yếu, không nên đi xa Kinh Thành, ngự y khó bề săn sóc. Và lại chân giáo là ngôi chùa do Thái Tổ nhà Lý lập ra từ năm Giáp Tý, 1024 để nhà vua tiện ra vào lễ Phật. Nay Huệ Tôn vào tu ở đó là hợp hơn cả. Chẳng biết Huệ Tôn có kịp nghĩ ra, chứ việc Trần Thủ Độ ngăn không cho ông viếng nhà Thái Miếu, xét về lý, quả là như vậy, nhưng ẩn ý Trần Thủ Độ không. Muốn nhân dịp này, các đại thần lại lũ lượt theo hầu vua cũ. Biết đâu chẳng có người bày cho Huệ Tôn nhân đó mà tập hợp bè đảng chiêu nhóm những người có lòng hướng về nhà lý còn như lễ tế trong điện chí kính đó là việc riêng của hoàng gia triều đình không can dự huệ tôn chẳng còn kiếm được cớ gì để gặp các đại thần ngay cả việc giữ nhà vua trong ngôi chùa chân giáo cũng không ngoài ngụ ý quản thúc thủ độ hiểu rằng từ chùa kim liên có thể xuống thuyền ra sông cái rồi đi các ngả huệ tôn dễ dàng rơi vào tay các thế lực khác đang kình chống với ông buổi lễ tế cáo ở điện chí kính diễn ra thật buồn tẻ. Mãi xế chiều mới có kiệu đến rước nhà vua. Trước đấy, người ta bàn đến nát nước, dùng lễ nghi gì đối với Huệ Tôn. Cuối cùng, người ta phải chấp nhận, coi Huệ Tôn như một đấng đương kim hoàng thượng. Phẩm phục của Huệ Tôn vẫn không có gì thay đổi. Non nhà vua mặt buồn thiêu. Tới lúc này, ngài không còn hy vọng gặp lại các con. Bởi từ tảng sáng, ngài đã dậy chờ người ta đến rước đi hoặc nói cho đúng là chờ người ta mở cửa cho đi suốt một đêm dài thức trắng ngài nghĩ về các con ngài ao ước thấy mặt chiêu thánh thuận thiên hai nàng công chúa yêu mà gần chọn một năm ngài không được gặp thật tình đôi lúc nhà vua cũng có ý muốn gặp cả người kia nữa nhưng cứ nghĩ đến cách xử bạc của bà ta nhà vua lại nổi uất lên sai quan nội hầu dẫn kiệu tới rước huệ tôn còn trần thủ độ đón xa giá của lý chiêu hoàng từ phía điện thiên an kiệu của chiêu hoàng tới trước cung ngoạn thiềm thì gặp kiệu của huệ tôn cũng vừa tới chiêu hoàng xuống kiệu lon ton chạy tới trước kiệu vua cha vừa thét gọi là cả giọng vừa phủ phục xuống lễ thượng hoàng kiệu của bà thái hậu trần thị dung và công chúa thuận thiên cũng vừa tới nhìn nét mặt sầu khổ cùng tấm thân héo úa của vua cha chiêu hoàng bật khóc nức nở thuận thiên cũng níu lấy vua cha mà khóc bà thái hậu chợt thấy chồng đã giọt ngắn giọt dài bà vội lấy chéo khăn lau nước mắt rồi nhón một khẩu trầu bỏ vào miệng nhai cho đỡ xúc động huệ tôn cố ngăn dù chỉ một lần không để cho tình cảm lấn át ông khuyên các con hãy bình tâm ông biết cái bóng lờ mờ đứng phía sau kia là ai rồi nhưng ông không hề ngoảnh lại phía đó đỡ chiều thánh dậy ông vỗ về khuyên bảo hai chị em phải gắn gỏi lên rồi ông dẫn các con đi bộ vào địa chí kính thượng hoàng và nhà vua đã dẫn bộ nên trần thủ độ và bà thái hậu cùng các quan nội hầu cũng phải xuống kiệu đi theo trần thủ độ tỏ ra bực bội trước sự mềm yếu của mẹ con bà thái hậu và vẻ cứng cỏi chưa từng thấy ở huệ tôn đèn nhang và các vật hiếu kính đã bày sẵn trên các mâm thờ trong điện mấy đỉnh trầm cũng vừa nhen đốt tỏa hương thơm ngào ngạt lý huệ tôn tự tay thỉnh một hồi ba tiếng chuông ông lầm rầm khấn vái chiêu hoàng thuận thiên bám giết hai bên tả hữu vua cha bà thái hậu vẫn giữ một khoảng cách ở phía sau nếu như lúc này huệ tôn ngoảnh lạ nhìn thấu tâm can bà qua khuôn mặt đau đớn kia chắc những nỗi oán giận chất chứa bấy lâu trong lòng ngài cũng sẽ vơi nguôi ngay Nhưng ông đã không ngoảnh lại Huệ tôn khấn lễ khá lâu Khi tới trước bàn thờ vua cha và mẫu hậu Huệ tôn nấc lên Ông nói giọng đẫm đầy nước mắt Trăm lạnh mẫu hậu Ngàn lạnh mẫu hậu hãy tha thứ cho con Con đã không nghe mẫu hậu Để con yêu nghiệt nó dẫn cả dòng họ nhà nó vào áp chế triều đình Cơ đồ nhà Lý Hầu tan nát Tội lớn tại con Con xin vua cha mẫu hậu cùng tiên tổ hãy cáo cấp trước hoàng thiên hậu thổ về tội xoán đoạt của anh em chú cháu nhà nó hãy vì trăm họ mà chu diệt hết cả cánh họ trần nhà chúng nó thì dù thân con có vùi nơi chín suối cũng được hà hê lòng dạ chiêu hoàng thuận thiên ngơ ngác không hiểu vua cha nguyền rùa ai nhưng lọt tai thái hậu từng lời từng lời như những mũi tên thuốc độc bắn vào trái tim tan nát của bà người bà như hụt hẫng trước mắt bà như có trăm ngàn ngọn bạch lạp lung linh bay nhảy hỗn loạn mắt hoa lên bà lịp đi rồi khuỵu xuống trước khi ngã bà còn kêu được mấy lời bệ hạ bệ hạ oan cho thiếp biết có thái hậu ở phía sau nghe rõ cả lời kêu than của bà huệ tôn vẫn không thèm ngoảnh lại trong khi đó thuận thiên triều thánh vẫn chăm chú theo dõi vua cha không hề biết ở phía sau mẫu hậu vừa lịm ngất. Huệ Tôn ghé tay nói nhỏ với Chiêu Hoàng, nếu trời Phật độ trì, lớn lên con khôi phục được kỳ cương sáng rõ, còn nhớ trừ hết phe đảng họ trần. Xong, ông chút bỏ lớp áo ngự, để lộ ra tấm áo hòa thượng và nếp mũ nhà sư. Huệ Tôn dơ một bàn tay lên đặt trước ngực, tay kia ông xoa đầu vĩnh biệt các con. Rồi ông đi thẳng về chùa chân giáo. Từ nay ông mang pháp hiệu Huệ Quang Thuyền Sư Bộ tiểu thuyết Bão Táp Triều Trần Quyền thứ nhất Bão Táp Cung Đình chương 8 Việc Triều Hoàng Trần Cảnh quyến luyến nhau không qua mắt được Trần Thủ Độ và bà Thái Hậu Trần Thị Dung Mà còn không qua được mắt đám nội nhân Vì thế tiếng tăm bay đi khắp kinh thành Chuyện đến tai một số vị đại thần Nhiều bậc lão thần đã xì xào bản tán ngay chuyện ấy cũng đã đến tai Trần Thủ Độ. Trần Thủ Độ mừng vì cháu ông được vua nhỏ mến yêu. Nhưng lo, nếu có người đàn hạt giữa chốn triều chính, không phải không có tội. Mà tội khi quân, tội quân thần điên đảo vẫn được xếp hàng đầu trong tội ngũ nghịch. Quan chi thành nội ngoại chư quân sự bèn thỉnh quan anh là Thái úy Phụ Quốc và bà chị là Thái Hậu tới cung Thủy Tịnh để hội kiến hai anh em ruột cũng là hai bên cha mẹ của đôi trẻ đều vui mừng vì anh em chúng quý mến nhau tính con trẻ ưa có bầu có bạn đó là lẽ thường nhưng đây lại là nghĩa vua tôi mới khó xử theo trần thủ độ việc này cực kỳ hệ trọng trong lúc thế sự phiền hà kỷ cương trao đảo người cầm quyền phải giữ nghiêm phép nước coi chừng có kẻ cáo giác thì chết cả họ chứ không phải chuyện chơi bà thái hậu còn chưa hết xúc động sau buổi lễ tế cáo trong điện trí kính nay lại đến việc này ruột bà dối như một búi tơ rũ dối bà ân hận vì gần chọn một năm bà bỏ mặc huệ tôn cho trần thủ độ chăm sóc tin ở quan điện tiền nói về sức khỏe tật bệnh và thuốc thang chạy chữa cho nhà vua nên bà chỉ chú trọng công việc trong hoàng gia ai ngờ thời gian đã dày xéo lên đức vua với bao nỗi xót đau còn hẳn ghi nơi khuôn mặt ngài. Bà biết đức vua căm giận bà ghê gớm. Vốn là một người nông nổi yếu đuối, mà đức vua đã găm sâu sự hờn oán như vậy, chắc là người bị đọa đầy cực nhọc lắm. Hẳn là trong thời gian ấy, nhà vua vẫn tỉnh táo, chứ không phải là chứng điên lại kịch phát như chân thủ độ đã dối bà. Cứ non cái mắt nhà vua với cách khu xử, đủ biết là hành động của người trí chứ không phải của kẻ khờ. Tiếc thay, ta đã quá tin thủ độ, bỏ mặc đức vua đằng đắng gần một năm dòng. Nhớ những ngày còn long đong, mấy anh em Trần Tự Khánh, Trần Thủ Độ, Trần Thừa Sông Pha đánh dẹp, tranh giành với các thế lực khác, lắm phen điêu đứng, không nơi tá túc. Cũng không được nhà vua coi cánh họ Trần như một lực lượng cần vương, thậm chí còn bị Thái Hậu coi như một lũ giặc cỏ. Ngay bà đã được nhà vua đưa về ở trong nội điện Thái hậu vẫn nghi ngờ muốn giết. Nhiều fan Thái hậu sai bỏ thuốc độc vào thức ăn. Nhà vua phải chia sẻ bữa ăn của mình. Đúng là cơm chan nước mắt, ngày đêm bồn chồn lo lắng. Nếu không có nhà vua đứng ra che chắn, đùm bọc thì tính mệnh cũng khó toàn, nói chi đến ngày nay. Cả mấy anh em họ trần cũng thế, nếu không có ta sớm khuya bày tỏ, sao nhà vua có thể tin dùng và trao quyền bính. Bữa trước, nhà vua nguyền rủa ta sự thật quả là như vậy nhưng ta vì vô tình làm các việc đó phần bởi vì thương tôn tộc phần nghe lời chỉ dẫn của các bậc cha anh chao ôi ai ngờ các việc ta làm đó lại là làm hại cơ nghiệp nhà lý mà rồi chẳng biết họ trần có nên cơm cháo gì không phần ta từ nay chồng còn cũng coi như thân quá nhà vua đã xuất gia với lòng căm giận ta vào phe cánh nhà ta chẳng bao giờ còn đoái tưởng nữa ta biết trông cậy vào ai cưỡng lại anh em nhà mình ư không được các con ta còn quá nhỏ ngôi quân trưởng giữ hờ nếu không có người phụ chính cứng cỏi mẹ con ta mất mạng như chơi ôi nếu như ta cứ yên phận là một cô gái quê thì đâu đến nồng nỗi đời thật đáng cay chớ trêu ta thiết gì ngôi cao lộc trọng mà tranh giành con ta bắt buộc ở ngôi ngày đêm khóc lóc nó cứ đùn đẩy mãi cho con thuận thiên mà không được sực nhớ đến lời khuyến cáo của trần thủ độ bà thái hậu liền hỏi nguy cấp lắm sao chỉ có hai đứa trẻ là anh em họ chơi thân với nhau cũng làm cho cả triều đình xôn xao sợ hãi cả ông nữa ông thống soái Bà Thái Hậu nhìn thẳng vào mắt Trần Thủ Độ với giọng diễu cợt gặng hỏi. Ông cũng lo lắng lắm sao? Rồi bà nhìn về phía Trần Thừa, còn anh cả, ý anh thế nào? Cùng lắm thì cho chúng nó lấy nhau. Nhẽ đời phải thế thì ta cứ thế mà làm. Tôi không thấy có gì đáng phải hái sợ trong câu chuyện này. Nói rồi bà thở nhẹ, như vừa chút đi một gánh nặng. Bà mở vuông khăn, lấy ra một khẩu trầu, quan phụ quốc thái úy trần thừa với vẻ băn khoăn nhìn em gái nói việc tẩy trời mà cô nói cứ như trò chơi con trẻ phép nước chứ đâu phải chuyện chơi ý chú thủ độ thế nào tôi chắc chú đã có kế sách rồi ít lâu nay tôi thấy trong công việc chú sáng ra nhiều lắm chú sai khiến cắt đặt mọi điều đều khuôn theo ý chú cơ mưu như thần nghiệp họ trần giấy lên tự đây chăng Trần Thủ Độ không phải không lo phòng bị. Mối lo lớn nhất trong lúc này là các đại thần chống lại ông. Tối kỵ là việc để cho họ dù công khai hay ngấm ngầm liên kết được với Nguyễn Nộn, Đoàn Thượng. Nhưng khi chợt thấy thái độ coi thường của bà Thái hậu với câu nói khủng cùng lắm thì cho chúng nó lấy nhau, tự nhiên trong đầu ông nảy ra một kế. Lại tiếp đến ý của ông Anh, việc tẩy trời mà cô nói cứ như trò chơi con trẻ. Trần thủ độ như vồ lấy cái ý nhát sợ ấy của ông anh. Thế là xong. Tương kế tựu kế. Ông nghĩ, xưa nay, mọi việc thế gian đều như trò chơi con trẻ. Kế khéo là ở sự bày đặt cuộc chơi. Kế sách coi như đã quyết ở trong đầu. Nhưng ông vẫn còn băn khoăn. Nếu như có Hoàng tiên sinh ở nhà để vấn kế thì yên tâm biết mấy. Phải gấp gấp ra tay. Không thể nấn đá đợi chờ. Thời cơ mấy khi tạo được. Ý đã quyết, Trần Thủ Độ liền nói thẳng với ông anh, bà chị về mọi nhé tổn vong, rồi ông chốt câu chuyện lại, nếu anh cả và chị tin tôi. Nội trong ba ngày nữa mọi việc sẽ xong, kẻ nào chống lại, tôi diệt. Tôi cũng nói trước, việc này thành, tức là trời đem nghiệp lớn quốc gia trao vào tay họ Trần ta. Chẳng may việc bại, thì chết cả họ, đừng có oán tôi. Nhớ rằng các việc tôi làm đều không phải để cho tôi, bộ tiểu thuyết Bão Táp Triều Trần Quyền thứ nhất báo Táp Cung Đình Chương 9 Vào một đêm cuối tháng 11 năm Ất Dậu 1225 Trời tối mịt mù Gió rét căm căm Trần thủ độ đem hết ra thuộc vào trong cung cấm rồi sai đóng chặt cửa thành lại Quân tứ xương trẹ đứng bốn cửa đông Tây, Nam, Bắc Hoàng Thành Quân Thánh Dực Quân hổ bôn ém dày đặc trong tử cấm thành, trên các trục đường từ các lộ hồng khoái bắc giang quốc oai trường yên đổ về kinh đều tăng số quân kỵ quân bộ đóng giữ canh phòng tuần tra cẩn mật tưởng đến một cánh chim cũng khó lọt qua được lệnh truyền nội bất xuất ngoại bất nhập vào một đêm như thế quan thái phó phùng tá chu được triệu vào cung quan thất kinh vì nhận thấy giọng nói thì thầm và bước đi êm nhẹ như những bóng ma của bọn lính trong đêm tối ông linh cảm như có một tai họa gì khủng khiếp sắp giáng xuống đất thăng long vừa hoang mang vừa tò mò quan thái phó đoán giả đoán non các việc có thể xảy ra nhưng ông không hình dung được một việc gì rõ ràng mà nó chỉ mông lung mờ ảo như đám sương mù tháng chạp gần đây việc quan thừa chỉ đang chấn trị châu nghệ an được chiều hồi về kinh rồi lại hấp tấp đi nhiệm sở tại trường yên khiến một số sùng thần cũng phải ngơ ngác còn các quan khác hết đối hoang mang. Vào tới nội điện, ông được diện kiến trước hết là quan chi thành nội ngoại chư quân sự trần thủ độ. Bạch lạp sáng choan soi rõ khuôn mặt quan. Ngài đang đằng sát khí, nhưng rất lạ, ông niềm nở mời quan thái phó vào cửa, cứ như là sắp có yến tiệc gì đây. Tiếp đó, lại thấy lấp ló có quan thái úy phụ quốc trần thừa, và cả bà thái hậu trần thị dung cũng có mặt đọc những nét hiện trên khuôn mặt của ba người này, ông đủ biết triều chính đang có chuyện gì lớn lắm, nghiêm trọng lắm. Đến nỗi ông không dám cắt lời hỏi, mà chỉ rút nhẹ tờ hỏa lệnh gài trong khuôn mũ, kính cẩn đưa trả cho Trần Thừa, và khép nét nhìn bà Thái Hậu như muốn nói, thần xin phụng mạng. Phùng tá chu chưa kịp ngồi thì Trần Thủ Độ từ cửa tò vò đi vào, tay vẫn đặt hở trên đốc kiếm nói, việc đã gấp lắm rồi, anh cả và chị nói luôn để cho ông Chu Thảo chiếu ngay. Nói xong, ông đi liền. Chỉ nghe tiếng vọng chân ông ở mái phía ngoài thềm. Qua giờ tí thì quan thái phó đã thảo xong chiếu, đọc thử cho bà Thái Hậu và anh em Trần Thủ Độ nghe. Trần Thừa gật gù hỏi, chú đôi thấy thế nào? Trần Thủ Độ bảo, được rồi quay ra. Đêm ấy Phùng Tá Chu phải ngủ lại trong cung. Tin tức các nơi báo về đều không có động tĩnh gì, sáng hôm sau đến giờ Khiết chiều, các quan văn võ tới chầu Nhưng cửa điện vẫn đóng im ỉm không được vào Trần thủ độ uy nghi trong bộ võ phục đứng trên lầu vọng nguyệt nói xuống Nhà vua đã có chồng rồi Các quan đều nói Được, xin cho vào lệnh mừng Nữ chúa chiêu hoàng trang điểm lộng lẫy ngồi lọt thỏm trong ngai vàng Xế phía bên tả ngai vàng Trần Cảnh đứng cạnh quan thái úy phụ quốc Trần Thừa Bà Thái Hậu ngồi trước ngai Các quan tử nhất phẩm trở xuống đều quỳ lạy Nữ chúa ban tờ chiếu cho quan Hàn Lâm thị độc Ông vái nhà vua ba vái rồi quỳ đọc Giọng quan thị độc sang sảng Ông đọc thông thả từng lời Từng lời như thấu tận tim óc mọi người Đọc xong, chiều nội vẫn im phăng phắc Các quan, ai nấy đều cảm thấy đây là việc làm không bình thường của hoàng gia Nhưng không có gì trái đạo bà Thái Hậu đứng lên nói vài lời. Xưa nay, việc hôn nhân là đạo thường trong thiên hạ. Nhà vua tuy tuổi còn nhỏ, nhưng đã sớm phải gánh vác việc lớn quốc gia. Thượng Hoàng bệnh trọng đã xuất gia, ta lại là đàn bà không biết thế nào mà lo liệu. Nay bệ hạ ưng thuận quan tránh thủ trần cảnh để có bầu có bạn sớm hôm học hành, mai đây còn lo việc lớn cho trăm họ. Mong các quan gắng sức vuông phò Thái hậu vừa dứt lời, các quan đồng thanh chúc cuộc trăm năm của vua nhỏ. Thiên tuế, thiên tuế. Vậy là cuộc hôn nhân được sắp đặt do cơ mưu và cũng do sức ép của Trần Thủ Độ đã êm xuôi. Những ngày sau đó, Trần Thủ Độ cho người đi tung tin khắp các châu, quận, trấn lộ rằng chiêu hoàng nữ chúa đã lấy chồng. Xem các đầu mục, nhất là hai viên tướng phản loạn đang chấn giữ hai vùng phía đông phía Bắc kinh thành có phản bác gì không? Tịnh không có gì xảy ra, cũng không có chuyện vì nữ chúa lấy chồng mà các tướng phản loạn giấy binh. Phải chăng việc lấy vợ lấy chồng là đạo thường trong thiên hạ như lời bà Thái hậu? Nếu vậy, quả là ông đã đi một nước cơ liều nhưng lại thắng to. Điều ông sợ nhất vẫn là các quan đại thần ra mặt chống đối hoặc ngấm ngầm kết liên với các thế lực của đoàn thượng, Nguyễn Nội nếu hai người ấy hòa hợp với nhau lại thêm có chiếu cần vương của huệ tôn thì dù ông có đờm lược như lý thường kiệt lý đạo thành cũng phải tự trói tay mà chịu chết may thay họ lại án binh bất động lại nói về thầy trò hoàng tiên sinh bữa nọ đang hái thuốc trong rừng sâu chợt có người khách thương đem muối từ đồng bằng lên đổi lấy trầm hương tùng hương họ nói lại sự việc mới xảy ra ở kinh kỳ nghe xong tiên sinh mỉm cười sung sướng thầm khen thủ độ quả là một tay anh hùng một tay gian hùng giỏi y cực giỏi đế nghiệp chắc chắn về tay họ trần mười ngày sau vụ nhân duyên của chiêu hoàng trần cảnh hoàng tiên sinh về tới kinh vừa trông thấy trần thủ độ hoàng tiên sinh đã kính cẩn vái chào hành vi đó khiến thủ độ phát hoảng lên vì từ khi mời được hoàng tiên sinh hạ sơn trần thủ độ vẫn thở ông như một bậc sư phụ còn ông tuy giữ lễ với người quyền lực nhất triều nhưng vẫn bảo tồn được cái phần kiêu hãnh của một bậc quốc sĩ theo đúng đạo trung dung không kính quá cũng không thường quá sau bữa nay có gì như trái với lệ thường khiến trần thủ độ phải cúi rạp mình xuống vái ba vái để đáp lễ tiên sinh thủ độ tuy đã là một tay có tài tế thế song vẫn không hiểu được thâm ý của họ Hoàng. Điều đó có nghĩa rằng Hoàng Tiên Sinh muốn khen người học trò của ông thuộc loại, hậu sinh khả quý. Tiên Sinh thầm nghĩ, trong lúc thế cuộc dối ren, ta gợi cho ông ấy phải sắp lại cuộc cờ, phải loại bỏ vai trò của Đức Vua Điên. Chỉ nên lợi dụng cái danh của ông ta để điều hành việc triều chính và sai khiến thiên hạ. Chính tiên sinh đã gợi cho Trần Thủ Độ một vài việc cần làm ví như việc sách lập chiêu thánh làm hoàng thái tử, rồi đưa hoàng thái tử lên kế nghiệp. Tiếp đó ông ta lại nghĩ ra chuyện đưa luôn thằng bé 8 tuổi, cháu ông ta vào chầu hầu vua nhỏ, với chức tránh thủ. Vậy thời thằng bé ấy, kết duyên với con bé kia, là chuyện đương nhiên, vì cha chú chúng đã có chủ ý. Sực nhớ đang trò chuyện với Trần Thủ Độ, Hoàng Tiên Sinh nói như người vừa mới chợt nghĩ ra thế tất còn một việc trọng yếu sau cuộc hôn nhân này tới lúc nào mới được thực thi thưa quan ông trần thủ độ giật nảy mình như người dẫm phải gai ông tự hỏi ông già này như biết hết ruột gan ta thật không có việc gì có thể qua được mắt tiên sinh thay vì trả lời trần thủ độ mỉm cười và hỏi lại xin tiên sinh dạy cho nên làm vào lúc nào là tốt nhất hoàng tiên sinh lại nghĩ con người này tuy ít học nhưng sáng ý lạ thường. Chỉ gợi cho ông ta một bước là ông ta bước tiếp cả một chặng dài. Thuần những bước đi chắc nịch. Ông ta thuộc loại người đa mưu túc trí. Nếu được dẫn dắt vào con đường lương thiện, hẳn nhiên sẽ trở thành con người đức độ, làm giường cột cho quốc gia. Ông ta thuộc loại người có thể chia sẻ quyền lợi chứ không chia nhường quyền lực. Gặp lúc hiểm nghèo có thể nhún chứ không lui trong lúc thế nước ngàn cân treo sợi tóc, họa nổi ra sáu thịt đang hăm dọa muôn dân. Phải có những người đại hùng, đại trí như thế này mới mong gỡ được thế cuộc. Ở ông ta cái thiếu không phải là trí hoặc dũng, mà là nhân. Nếu ông ta tu chính để thành người nhân nghĩa nữa, chắc chắn ông ta sẽ trở nên một bậc thánh. Dây lâu, tiên sinh mới lại hỏi. Việc này quan ông làm càng sớm càng tốt. Bởi có chính danh vị mới định được danh phận. Hoàng Tiên Sinh thấy trong lòng êm nhẹ, bởi thế nước có cơ an thịnh. Tiên Sinh cũng tin nơi Trần Thủ Độ có thể lèo lái được con thuyền quốc gia tới bến bờ đắc thắng. Và lại, trong triều cũng còn nhiều bậc lỗi lạc có thể giúp dập thêm vào. Tiên Sinh đang có ý muốn trở lại chốn sơn lâm hoặc Chu Du Thiên Hạ làm thuốc cứu nhân độ thế, cũng muốn nhân dịp này bày tỏ với Trần Thủ Độ đôi điều ngõ hầu mới có thể khai triển trong việc an dân hưng quốc. Trần Thủ Độ khiêm nhã chắp hai tay nói. Xin lĩnh ý tiên sinh. Rồi ông tiếp, bẩm tiên sinh, từ ngày được tiên sinh chỉ giáo, tôi cũng làm được đôi điều khả dĩ thành tựu. Xong le, việc học hành chữ nghĩa kém cỏi, thành thử làm việc trước chưa lường được việc sau. Nhiều điều còn mù mờ dối rắm, như người lạc vào rừng giữa đêm tối. Chỉ mong có dịp gần, sớm chiều được tiên sinh chỉ bảo Họa may mới có thể tránh được sự bại vong Có nhẽ Trần Thủ Độ đã gợi chúng điều hoàng tiên sinh đang suy ngẫm Ông Hồ hởi đáp Quan ông đối với ta ưu hậu quá, khiêm nhường quá Chẳng hay cuộc tiếp kiến dạo trước Những lời nói thẳng của ta có làm quan ông phật ý Ta cứ ấy náy mãi là bởi Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy Bẩm tiên sinh, nhờ có tiên sinh sáng suốt vạch ra những điều bất thiện ẩn náu trong con người tôi tôi lấy đó làm bài học dân mình lúc nào cũng sợ hãi như người cầm roi mục rong cương ngựa thiên lý hoàng tiên sinh cười ha hà vuốt tròn dâu bạc vẻ đắc ý ông nói ta với quan ông tình là bầu bạn nghĩa là thầy trò quan ông đối với ta tình là chỗ quan dân nghĩa là sự trên dưới trần thủ độ xua tay không dám, không dám, tiên sinh dạy quá lời. Hoàng tiên sinh lại nói, Tiệu trung, cả nghĩa lẫn tình giữa quan ông với ta có thể quy về mấy chữ sau đây. Tương thức mãn thiên hạ, Chi âm năng kỳ nhân. Ta nói để quan ông rõ, kẻ sĩ chết vì người chi kỳ. Xin đa tạ tiên sinh, Hoàng tiên sinh với giọng trầm ấm, dù gì nói với Trần Thủ Độ những điều tâm huyết mà bấy lâu ông Hằng ấp ủ. Sớm muộn gì thì thiên hạ cũng về tay họ Trần. Sự nổi loạn của các sắc mục miền xuôi, của các người man miền ngược, quan ông ra tay bình định một sớm một chiều là quy phục hết. Điều đáng lo ngại của quan ông là hai thế lực to lớn của Nguyễn Nộn ở phía Bắc, đoàn thượng ở phía Đông. Đoàn thượng như bữa trước ta đã nói, y sẽ tự tan, còn nguyễn nộn hết thời cơ rồi Và lại ông ta không phải là địch thủ của quan ông Cứ dùng chính lệnh của triều đình mà sai khiến Hai người này không thể liên kết với nhau để thành một đại lực lượng Chống lại quan ông Ví rằng cả hai người đó đều là những kẻ vị kỳ chứ không vị nhân Nghiệp lớn không thể rơi vào tay họ được Hoàng tiên sinh ngừng lời Như vẫn còn muốn kiểm xét xem những điều gì thật cần thiết Thật có ích cho việc hưng quốc an dân ông sẽ hết lòng bày tỏ với trần thủ độ giây lâu tiên sinh lại nói mai đây khi đã kiêm tính được thiên hạ tiên sinh nói tiếp có mấy việc lớn quan ông phải lưu ý làm ngay việc đầu tiên là phải lo chấn chỉnh lại bộ máy hành chính quốc gia trước hết phải dùng được người tốt người tài giỏi dùng được người tốt người tài giỏi thì trị an dùng phải kẻ xấu thì nguy loạn một nước trị hay loạn là do ở vua và quan giỏi hay dở. Vì thế, việc dùng người là khâu then chốt nhất của một triều đại. Việc thình luật mà quan ông đang sửa sang phải gấp gáp. Một nước văn hiến không thể không có luật pháp. Luật pháp có rồi lại phải nghiêm. Ngay đến đức vua cũng không được đứng trên luật pháp. Quan ông cũng nên xét lại các chính lệnh của nhà lý để mà di phong dịch tục. Điều gì hay phải giữ, đại việt từ khi lập quốc chỉ đến nhà lý mới được xem là một triều đại có văn hiến về chiến công thì oanh liệt về chính trị thì nhân tử các chính sách như ngụ binh ư nông và tổ chức quân đội là một chính sách lỗi lạc giữ binh lính ở việc làm ruộng việc là phục việc nguy hiểm vào nơi thuận tiện nhất là việc tổ chức quân đội đến nhà tống còn phải học việc an dân và việc binh bỉ quan ông đã có nhiều chủ kiến hay ta không bàn tới nữa ngừng một lát tiên sinh lại tiếp mấy chục năm gần đây nhiều người bài xích đạo phật bắt sư hoàn tục không nên quên rằng nhà lý gốc ở phật mà dựng được một quốc gia hùng cường thuần ái không những thế nhà lý còn kiêm dụng được cả ba đạo nho lão thích ngay nhân tài cũng từ cửa đó mà ra các khoa thi tam giáo đã lựa được biết bao tài năng cho đất nước ngày nay có nhiều người cho rằng phật giáo nặng về mê tín dị đoan đâu phải thế dị đoan là bọn đồng cốt còn phật chủ về cả thế tục lẫn tâm linh căn cốt của phật là giác ngộ và giải thoát nên nhớ rằng nếu khờ dại mà tước đi của con người phần tâm linh thì họ sẽ bơ vơ không nơi an trụ thân tâm sẽ cô đơn hoang dã như loài thú Nói cho đúng thì Phật liên kết chúng sinh lại Cũng như nỗi đau trần thế liên kết mà con người Hoặc giả không có Phật Thích Ca Mâu Ni Thì con người cũng tạo ra Phật để mà tin thờ Để mà gửi gắm cho vơi vợi nỗi đơn côi Phần tâm linh đã vậy Còn phần dân trí thì sao? Phải lo mở mang việc học để khai phóng dân trí Dân trí mở mang rồi Thì lo đến việc trị quốc Chứ đừng khư khư mãi chính sách trị quốc giữ nước là công việc của trăm họ của muôn dân còn trị nước chỉ là công việc của một dúm người trong bộ máy quan liêu chính sách gì của triều đình quan ông cũng phải chú trọng trước hết đến việc dùng kẻ sĩ trọng người hiền với loại người này chỉ có dùng đức để thuyết phục dùng lễ để sai khiến chứ dùng quyền uy phú quý họ coi khinh không bằng cọng cỏ trung quy kẻ sĩ thì dễ thờ mà khó làm cho họ đẹp lòng còn bọn tham bẩn thì khó thở mà dễ làm cho chúng đẹp lòng. Một nước muốn cất mình lên, chỉ có thể trông cậy ở lớp người hiền tài. Hoàng tiên sinh nói như giải bày hết cả gan ruột mình, như muốn truyền thụ tất cả những gì ông thu nhận được qua chữ nghĩa thánh hiền. Cũng như những gì ông đã suy nghiệm gần mãn cuộc đời, hoặc nếm trải qua cuộc sống đắng cay của đám cùng đinh dân dã, vẫn chưa có cơ may thi thố. Trần Thủ Độ rất đỗi cảm kích tấm lòng yêu nghĩa của tiên sinh. Mỗi lời nói của tiên sinh đều giản dị dễ hiểu, dễ nghe nhưng lại ẩn chứa những đạo lý sâu sắc mà tiên sinh yêu ấp suốt đời. Phương trì những điều ấy lại được thi thố đầy đủ thì dân nào chẳng giàu, nước nào chẳng mạnh. Thấy Hoàng tiên sinh ngưng lời và sắc diện tiên sinh hơi mỏi mệt, Trần Thủ Độ lựa hỏi. Bẩm tiên sinh, tiên sinh đi khắp trong dân chúng cũng như trong đám quan quân, chẳng hay có dư luận gì về kẻ ngu dại này đang nắm trọng trách quốc gia. Xin tiên sinh cho biết để họ may còn đổi lỗi. Hễ đã có làm bất cứ một điều gì là đều có dư luận. Huống chi quan ông là bậc tể thần, mỗi việc làm của quan ông là đụng đến cả giường mỗi quốc gia. Sao lại không có dư luận? Mọi người đều ưa quan ông cả ư? Mọi người đều ghét quan ông cả ư? sự ưa ghét ấy đều không thật Vì ở đời có người thiện, kẻ ác Nếu người thiện ưa mà kẻ ác không ghét là không thật Hoặc kẻ ác ghét mà người thiện không ưa cũng không thật Cho nên làm việc gì mà người thiện ưa, kẻ ác ghét, ấy là thật Biện biệt như thế mới thấy rõ người hay kẻ dở ở đời Trần Thủ Độ vẫn còn một điều ấy náy Với vẻ khoái hoại ông hỏi Thưa tiên sinh, vừa rồi tiên sinh có dạy phải sửa sang hình luật. Chẳng hay làm thế nào để hình luật ban ra cho hợp lý, từ người trí đến kẻ ngu đều chấp nhân được. Suy nghĩ dây lâu, Hoàng tiên sinh đáp. Hãy xem xã hội như một ngôi nhà chung, mỗi người đều phải có trách phận giữ gìn. Quy ước chung để giữ gìn ngôi nhà xã hội đó là luật pháp. Pháp luật hay luật lệ gì cũng đều do con người làm ra cho nên nó phải phù hợp trước hết với cuộc sống của con người và không trái với lương tâm ấy là hợp đạo lý việc tối kỵ là chỉ san định những điều có lợi riêng cho các người cầm quyền mà thiệt hại cho dân chúng thì đấy sẽ là đầu mối của sự loạn thoáng gợn một nét buồn hoàng tiên sinh cáo tử trần thủ độ xúc động tới mức chưa kịp nói lời cảm tạ hoàng tiên sinh đã khuất sau giấy xuyên đường bộ tiểu thuyết Báo Táp Triều Trần Quyển thứ nhất Báo Táp Cung Đình chương 10 Sau những lời tâm phúc cao diệu mà thiết thực của Hoàng Tiên Sinh Đêm ấy Trần Thủ Độ trằn trọc mãi không ngủ được Ông có cảm giác như Tiên Sinh đã đem hết ruột gan ra để truyền dạy cho Và ông cũng mơ hồ cảm nhận như là Tiên Sinh sắp rời bỏ ông để khỏa lấp sự chống trải cô đơn mà ông cứ triền miên vẽ ra trong đầu óc trần thủ độ vùng dậy đốt hương đứng giữa trời khấn vái tôi vốn xuất thân con nhà trải lưới làm ruộng chẳng may gặp lúc nước nhà loạn lạc đã dốc hết sản nghiệp ra tiêu dùng vào việc cứu khốn phò nguy những mong dân cư an lạc đất nước thanh bình nếu vận số nhà lý đã hết lòng trời muốn trao nghiệp lớn thiên hạ vào tay họ trần xin hoàng thiên hậu thổ linh phù cho sự nghiệp mau thành để bốn phương dứt nạn đạo binh tôi không có tham vọng chiếm đoạt ngôi cao chỉ xin khuông phò vua nhỏ cốt hưng vận nước để phúc cho đời xin trời phù hộ sớm ra ông sai lão bộc gây đốt lò trầm đun nước pha trà để đích thân ông sang mời hoàng tiên sinh trần thủ độ chụp lên đầu chiếc mũ tiến hiền khoác áo thụng tía chân giận giày thêu chim loan phượng đến trực sẵn trước nhà bái đường ông cứ tha thần đi lại nơi hàng hiên xem tiên sinh đã thức dậy chưa. Ông muốn mời tiên sinh trước khi tiểu đồng kịp pha nước. Đã non rõ mặt người, trần thủ độ kiễng nhìn qua hàng con tiện phía trên cửa bức bản, không thấy động tĩnh gì. Lại để ý không thấy đôi câu đối vẫn treo ở hàng cột gian giữa. Lòng hồi hộp, quan ông đẩy nhẹ khuôn cửa bức bản. Cả hai cánh hé mở, thì ra cửa chỉ khép hở. Trần thủ độ lên tiếng gọi. Bẩm tiên sinh, Ông nhắc lại, giọng nhấn to hơn, nhưng âm sắc đã có phần hơi lạc. Bẩm tiên sinh. Vẫn không có dấu hiệu gì, Trần Thủ Độ bước vào nhà trong. Cảnh tượng như một mũi dao đâm thấu tim ông, màn trướng, chăn gối xếp đặt gọn gàng. Cây sáo trúc, chiếc đàn tranh vẫn treo trên vách, sách trên giá đâu vào đấy. Tất cả các đồ văn phòng tứ bảo lau chùi sạch sẽ, bày đặt thứ tự y hệt ngày đầu Hoàng Tiên Sinh mới đến. Giữa án đặt một phong thư, Trần Thủ Độ run run mở ra đọc, đọc xong ông thở dài ảo não. Thế là hết, Tiên Sinh không trở lại nữa, cũng không cho ta kiếm tìm. Mong muốn độc nhất của Tiên Sinh là thấy đám lê dân tận nơi thôn cùng xóm vắng được sống đủ đầy, hiếu thiện. Ôi, cái ơn chi ngộ này ta quyết phải đền đáp để thỏa lòng mong ước của tiên sinh trần thủ độ cho gọi đám lính canh họ nói thầy trò tiên sinh đi từ lúc nửa đêm thủ độ im lặng không nói gì nữa vì rằng ông đã có lệnh cho đám lính cứ để tiên sinh tự ý đi về bất kỳ lúc nào không được hỏi han quấy quả vậy là tiên sinh đã đi mà không để lại dấu vết trần thủ độ đi quanh quẩn trong nhà và nhớ lại tất cả những kỷ niệm về tiên sinh chợt thấy đôi liễn vẫn còn treo ở chỗ cũ hai vế, mười chữ tiên sinh viết chân phương như một lời gian dạy mà người để lại. Chắc có hàm ý khuyên bảo, ngay việc viết câu đối liễn, thường người ta viết lối thảo thư thật là bay bướm. Có người viết theo lối cuồng thảo, tiên sinh như một cánh hạt trời, biết đâu mà tìm kiếm nữa. Và lại những điều gì cần thiết, tiên sinh đã nói hết cùng ta. Chỉ tiếc là người hiền tại thế mà không chịu ra giúp đời nửa năm trời đi lại khẩn cầu tiên sinh mới chịu xuống núi tiên sinh ở đúng nửa năm nữa rồi lại bỏ ra đi tiên sinh có phong độ của các bậc tiên thánh Tạo ô chọc thế này sao có thể níu được chân người trần thủ độ hết tiếc nuối lại tự dày vò mãi lâu sau ông mới tĩnh tâm lại được ông sai đám gia nhân thường ngày phải quét dọn nhà cửa và giữ nguyên mọi thứ như tiên sinh vẫn còn lưu trú tại đây ngay cả khu vườn thuốc cũng phải chăm nom tưới tắm cho chu tất mãi ba ngày sau khi hoàng tiên sinh đi rồi trần thủ độ mới lần hồi nhớ lại được các công việc tiếp nối cần làm nhớ lời khuyên bóng gió của tiên sinh như còn vòng bên tai thế tất còn một việc trọng yếu nhất sau cuộc hôn nhân này bao giờ mới được thực thi hỏi vậy nhưng rồi tiên sinh lại chỉ ra việc này làm càng sớm càng tốt bởi vì có chính danh vị mới định được danh phận Trần Thủ Độ hiểu ngay nghĩa bóng Hoàng Tiên Sinh muốn nói là quyền lực phải thu về một mối. Thu về một mối ở đây cũng có nghĩa là phải triệt bỏ. Nhà Lý, nhưng triệt bỏ bằng cách nào để cho trong ngoài đều êm thuận, đó là việc làm cực khó. Trần Thủ Độ đã tính đếm lại các việc lớn đã làm trong thế cờ truyền tiếp. Tháng 10 năm ngoái, năm Giáp Thân, 1224, sách phong chiêu thánh làm Hoàng Thái Tử, Hệ tôn truyền ngôi. Rồi đúng một năm sau, tức là mấy ngày 21 tháng trước, Chiêu Hoàng, Trần Cảnh kết đôi. Cả hai việc đó đều lo đến xón máu, nhưng rồi thiên hạ cũng cho qua. Chắc các việc ta làm đều hợp lòng dân, thuận ý trời. Song thuận hay nghịch mà tránh được cho nước kế họa nổi ra sáo thịt, thì thật là phúc lớn cho trăm họ. Ta thể xả thân, cho dù các việc ta làm có bị bọn người thiền cận cản phá, bọn nho sĩ cổ hù chửi rủa, bọn ngu chung chống đối, ta sẽ quét sạch mọi trở ngại để tiến lên vì nghĩa lớn. Dự liệu sẵn một kế sách ở trong đầu, Trần Thủ Độ liền bản kín với với anh lớn là Trần Thừa và bà Thái Hậu Trần Thị Dung. Phải nói, không việc gì Trần Thủ Độ không bàn tính với Trần Thị. Vì từ khi phế chuốt Thượng Hoàng nhà Lý, cho ra ở chùa chân Giáo, thì việc đi lại giữa Trần Thủ Độ với Thái Hậu là việc ngang nhiên. Trần Thị là một người có nhan sắc, tính tình kín đáo, chìm chu. Bà không thuộc loại người dâm đáng ưa sự bướm ong. Gặp lúc thế nước nghiêng ngả, Huệ Tôn lại bệnh hoạn điên khùng từ năm 23 tuổi. Vậy là dòng giã 8 năm trời, bà phải sống với một phu quân điên loạn. Có chồng cũng như không, trong khi đó trần thủ độ hay gần gũi bàn việc cơ mật của hoàng gia tình là chị em nghĩa là vua tôi trần thủ độ là một người khí chất cường tráng việc làm dứt khoát cao thượng hơn đời tỏ ra là một đấng trượng phu khiến cho trần thị không thể không yêu trọng lại điều sớm hôm gần gũi đầu mày cuối mắt và lại lửa gần rơm lâu ngày rồi phải bén cũng là chuyện thường tình chứ đâu phải điều hy hữu nhân cuộc ái ân thầm lén vào một đêm khuya khoắt trước khi xảy ra chuyện nhường ngôi trần thủ độ khéo lựa lời nói với bà thái hậu trần thị dung có một việc trọng yếu ta muốn bàn kỹ với bà đêm nay chẳng biết ý bà thế nào bà dung mỉm cười hỏi lại còn việc trọng yếu hơn là việc ông dám đột nhập vào cấm cung ta nói nghiêm túc sao bà lại có ý dẫn ta ô hay ông tưởng điều ta nói là cợt đùa sao nếu quân thị vệ bắt được ông đang ở trong cung này liệu ông có tránh khỏi họa chu di không vẻ khôi hài trần thủ độ trêu lại vậy tội của ta là ở chỗ đã để cho quân cấm vệ bắt được còn ta đi lại với bà đâu có phạm vào các điều cấm kỵ nhưng thôi bà cứ yên lòng chính chúng nó đang canh cho ta vào đây bàn việc cơ mật với bà đấy bấy lâu này tôi vẫn coi ông là một bậc chính nhân quân tử không ngờ ông lại tối tăm thế đem việc quốc sự vào trốn buồng the ông định hù dọa tôi điều gì chăng bà thái hậu nói cứng vậy thôi nhưng lòng đã thấy run run bà biết người tình của mình lắm ông ta là người mà bà không thể nào hiểu nổi cười nói đấy đùa cợt đấy nhưng vẫn kín bưng như một chiếc vỏ đậy nắp từ sau bữa được mục kích cảnh ông ta giam giữ huệ tôn rồi bức nhà vua phải xuất ra thái hậu càng thấy ghê sợ con người âm mưu quyền biến và ác độc này đôi phen lương tâm thức tỉnh bà toan chặt đứt mọi mối dây ràng buộc giữa bà với trần thủ độ khôi phục kỷ cương cho nhà lý rồi mời lại huệ tôn về chấp chính mới nghĩ vậy thôi bà đã vội che mặt nhắm mắt để không còn hình dung ra cái cảnh đầu rơi máu chảy bà dựa vào ai và lấy cái gì để chống lại ông ta Chao ôi Chỉ cần trái ý ông ta cũng đủ làm cho dông tố nổi lên rồi Nói chi đến chuyện chống trả Vậy chứ bà có ưng nói chuyện cơ mật ở đây không Trần thủ độ nhắc lại và nhấn thêm Không ở đâu thuận tiện hơn chiếc bảo sàng của bà đây Bà có nhớ Chính nơi đây bà đã sản sinh ra hai nàng công chúa Và một trong hai đứa đang trị vì thiên hạ Vừa nghe đến chuyện trị vì thiên hạ, thái hậu bật cười khanh khách. Tiếng cười nghe man dại như có hồn ma bóng quỷ hiện hình. Ánh đèn lấp ló phía sau rèm hắt lên khuôn mặt bà những đốm sáng loang lổ, non bà như thực, như mơ. Chính tiếng cười của bà làm cho Trần Thủ Độ giật mình, lạnh gáy. Ông ngồi dậy nhìn thẳng vào khuôn mặt bà, hai tay đặt lên bờ vai bà lắc lắc và khẽ gọi: "Bà, bà" bà Thái Hậu. Một thoáng mơ màng, Thái Hậu khẽ dùng mình, rồi từ đôi khóe mắt bà lấp lánh nước. Đúng là bà mới trải qua một ảo giác khủng khiếp. Khi bà cất lên tiếng cười, chỉ với ngụ ý diễu lời Thái Sư nói về đứa con gái út của bà, mới 8 tuổi đang trị vì thiên hạ. Nhưng cũng chính lúc đó, bà không tự chủ được nữa, không thể hé miệng nói được câu gì nữa. Và bà thấy bóng Huệ Tôn vừa ló ra, thì có một người to lớn giấu đầu sau tấm mặt nạ, hơ thành trường kiếm lên hớt vào sau gáy nhà vua. Chiếc đầu bay lên trời, và dòng huyết từ cổ nhà vua phụt lên như một cây bông máu. Tới lúc Trần Thủ Độ lay gọi, bà mới định thần, và lả người đi, buông tấm thân mềm nhũn vào lòng quan thái sư. Dây lâu, Thủ Độ vuốt ve bà rồi lại thủ thì Ta chắc hậu đang lo cho số phận con chiêu thánh với chiếc ngai vàng của nó Thái hậu không trả lời Bà đặt bàn tay mềm yếu của mình lên bộ ngực trần đồ sộ như một tấm phản của thái sư Đáp lại cử chỉ tin cậy của bà Trần thủ độ đưa bàn tay thô nhám của ông Thoa nhẹ lên má bà Thái hậu có cảm giác như đức ông đang cầm chiếc chổi dễ che chạy lên mặt bà Và ông ta lại nói Bà phải nhớ Tôi với bà nghĩa là chỗ trong nội tộc tình là sự trung thân cho nên nỗi lo của bà là nỗi lo của chính tôi muốn nói gì thì nói muốn lo gì thì lo trước hết tôi phải tính đến sự hưng vong của đất nước sự trường tồn của dòng họ trần ta và sự tồn tại của mẹ con bà và cả của tôi nữa vừa nãy chắc bà cười diễu tôi về chuyện con chiêu thánh ở ngôi chứ gì bà thái hậu khẽ gật đầu thủ độ nói tiếp trong chuyện chiêu thánh lên ngôi chẳng qua chỉ là bước mở màn của một tích trò không thể để như thế mãi được chờ quá thái hậu hốt hoảng ngồi nhổm dậy nói chẳng ra lời vậy ông lại định phế chốt con tôi lại giam nó vào lãnh cung như ông đã giam cha nó trần thủ độ đỡ nhẹ tấm thân bà thái hậu rồi trải bàn tay xù xì lên mái tóc bà ông nói giọng đều đều xa thẳm một khi nó đã là con bà thì nó cũng như con tôi bà phải biết giữ như hùng sói nó cũng không ăn thịt con nữa là người sở dĩ hôm nay tôi phải bàn bạc bà kỹ lưỡng với bà cũng do chuyện con cháu nhà mình cả chắc bà không lạ gì ngoài thì các thế lực đang kình chúng ta đang lăm le thôn tính trong thì các đại thần chưa phục cái chuyện gian dở hiện nay người ta chưa biết rồi quyền nhiếp thống thiên hạ sẽ thuộc về ai Lý hay Trần, dòng đích họ Lý tuyệt tự rồi. Mà với họ Trần, thiên hạ đang ngờ rằng tôi sẽ chiếm đoạt ngôi cao. Vì thế, tôi định bàn với bà, để con chiêu thánh nhường ngôi cho chồng nó. Nhường ngôi, Thái hậu nhắc lại là cả dòng. Bà thầm nghĩ, lại dở thêm cái trò gì nữa đây? Hóa ra không phải họ phò chiêu thánh như ta tưởng, mà họ đang tìm cách diệt con ta. Vậy là ông toan tính chuyện cướp ngôi một lần nữa. Không, không phải chuyện xoán đoạt gì mà bà phải hốt hoảng lên thế. Tôi chỉ muốn chúng nó nhường ngôi cho nhau. Thái hậu này nỉ. Cứ cho rằng chúng nó nhường nhau cái ngôi vị quân trưởng hở kia. Ông thật khéo bày đặt, hai đứa cùng bằng tuổi nhau. Chúng nó đã biết gì đâu. Thằng chồng hai con vợ làm vua thì cũng có khác gì. Hãy cứ để cho chúng lớn khôn lên đã. Trần Thủ Độ chớm thấy mầm phản kháng nhen lên trong lòng bà Thái Hậu. Ông thầm nhủ, vậy là việc phải hoàn tất càng sớm càng tốt. Ngay người trong nhà còn khó bảo nhau nữa là người ngoài. Ông thủ thì khuyên bà Thái Hậu. Tình thế không thể kéo dài mãi được đâu bà ơi. Ngoài biên thùy giặc mông, thát giáo giết nhòm ngó. Trong nước thì năm bè bảy mối. Nếu cứ để lắt lay dòng họ lý nắm quyền đại thống thiên hạ sẽ còn đua nhau giành giật bởi thế ngôi quân trưởng phải đưa về cho trần cảnh đằng nào thì chúng cũng là con bà vốn là người mẫn nhuệ bà trần thị dung hiểu rằng tình thế không thể cưỡng lại được nữa rồi bà dùng mình kinh sợ về những cuộc thay bậc đổi ngôi mới chỉ cách đây hơn một năm ngôi báu truyền từ huệ tôn sang con gái bà thì nhà vua chuyển từ cung đình vào lãnh cung đến lượt chiêu thánh phải nhường ngôi Liệu nó có phải chiếm chỗ của cha nó trong lãnh cung Và bà từ một hoàng hậu nhảy vọt lên ngôi thái hậu Rồi lại tụt hẫng xuông hàng thê thiếp hay nô tỳ nữa chăng Ác nghiệt lắm sao Người tình của bà làm lung lay trao đảo tất cả mọi ngôi thứ trong triều Mà không một kẻ nào dám động đến ông ta Rồi mai đây số phận các bà Và cả chính bà nữa sẽ xô đẩy về đâu câu hỏi như một chiếc dây thòng lọng đang chờn vờn nhảy múa trước mặt bà khiến bà hốt hoảng hét lên không không thể như thế được con người mưu lược như trần thủ độ làm gì mà không nhìn thấu suốt nỗi băn khoăn lo sợ về danh vị của bà của con bà ông cúi xuống đặt nhẹ lên trán bà một cái quệt môi rồi bàn tay thô nháp của ông lại vuốt vuốt trên bờ vai bà ông thủ thị nói giọng đầm ấm như mơn trớn vỗ về như khuyên bảo răn đe tôi định sắp xếp thế này bà thấy có nên chăng chiêu thánh làm hoàng hậu như thế nghe thuận hơn cảnh sẽ phong bà làm quốc mẫu vậy có khác gì ngôi thái hậu quyền bính vẫn nằm trong tay tôi tôi phải khuông phò chúng nó cho tới lúc đủ lông đủ cánh nếu bà có bụng yêu thương tôi nay mai huế quang viên tịch tôi với bà kết nghĩa thử hỏi Thế thì bà và chúng nó chỉ có được thôi chu mất gì đâu Nghe những lời bàn bạc sắt đanh như lời của định mệnh phán truyền Thái hậu he hé làn mi nhìn trần thủ độ Như là một sự miễn cưỡng nghe theo Nhưng trong lòng bà dông báo đang cuồn cuộn nổi lên Không biết mối dây oan nghiệt nào lại dẫn dắt bà đến với hai người đàn ông kỳ dị này Có đúng bà ý thức được các việc cần làm và phải làm hay bà cũng chỉ là con rối trong tay ông Thái Sư Thống Quốc? Chào ôi, cuối cùng rồi bà vẫn không thoát ra khỏi vòng tay khóc bạc của ông ta. Thôi thì mặc cho số phận, bà đã tính đến chuyện liều. Một lát, Trần Thủ Độ lại ghé sát vành tai bà hỏi lại, vậy chớ ý bà thế nào? Bà khẽ thở dài, như chút đi nỗi bất lực đang dồn nén trong lòng ngực và uể oải đáp lời. Quyền bính trong tay, thấy thế nào là thuận, ông cứ theo đó mà làm. Bản tính trong ngoài xong, Trần Thủ Độ sắp đặt mọi việc kín như bưng. Đúng ngày đại cát, nhằm ngày mậu dần, 11 tháng chạp năm Ất Dậu, 1225, Chiêu Hoàng đặt đại hội ở Điện Thiên An. Cả kinh thành vào hội, đèn, hoa, cờ, phướn răng mắc khắp nơi. Dân chúng nô nức kéo nhau đi xem đủ các trò. Trong nội điện, Lý Chiêu Hoàng ban tờ chiếu cho quan Hàn Lâm thị độc. Lời văn thống thiết lại được quan thị độc tốt giọng, đọc như rót vào tai các đại thần, khiến mọi người đều xúc động. Tới đoạn, này chấm suy đi tính lại một mình, duy có Trần Cảnh là người văn chất vẹn tuyền, thực là thể cách hiền nhân quân tử. Uy nghi chiến trẻ, có tư chất thánh thần văn võ, dù đến hán cao tổ, đường Thái Tôn cũng không hơn được sớm tối nghĩ kỹ, xét nghiệm từ lâu, nên nhường ngôi báu, để thuận lòng trời, để phu lòng chấm. Trần Thủ Độ dõi theo sắc mặt từng người, xem các quan có đồng lòng với chiếu nhường ngôi. Ông thấy mọi người bình thản, biết rằng việc lớn sẽ êm. Dứt lời chiếu, các quan đều phủ phục dưới sân rồng. Chiêu Hoàng bước ra khỏi ngai, chút bỏ áo ngự và mũ miệng khoác vào cho Trần Cảnh khuyên mời chàng lên ngôi hoàng đế Bá quan tung hô vạn tuế Các quan dâng niên hiệu mới là kiến trung Liền theo đó triều đình tôn xưng Trần Thủ Độ làm quốc thượng phụ để coi việc thiên hạ Thủ Độ cũng trần tình việc nước trước vua mới cùng bá quan văn võ Triều hội đồng thanh tôn thánh phụ Trần Thừa làm thượng hoàng nhiếp chính Tạm trông coi việc nước để cho thủ độ rảnh tay dẹp giặc Tan trầu các quan được mời sang điện Nghênh Xuân để vua ban yến. Rồi tất cả đều trở về Long Trì dự hội. Ở đấy đã dựng lên một nhà tròn có bánh xe đẩy, trong nhà đèn đốt sáng choang. Xung quanh trang trí những hình người cưỡi ngựa bắn cung, những tướng lĩnh đấu võ, voi, hổ chạy đùa, chim công múa nhảy, hạt đậu ngọn tùng. Cứ như thế chia làm bốn tầng, mỗi tầng là một vòng tròn trong đó cứ hai vòng một quay ngược chiều nhau non vừa đẹp đẽ vừa vui mắt vừa hoành tráng lộng lẫy chiếc nhà tròn tự đẩy về phía nhà vua và hoàng hậu chiêu hoàng tròn xoe mắt kinh ngạc kéo tay trần cảnh từ nhỏ chưa được thấy trò này trần cảnh nhìn không chán mắt bỗng ngôi nhà tròn dừng lại ngay nơi nhà vua và hoàng hậu ngự chiếc cửa cuốn bật ra để lộ một bảy vũ nữ xiêm y rực rỡ như tiên đang múa hát. Quan cận thị thự lục cục chi hầu trần bất cập tiến lên vái nhà vua và hoàng hậu bao vái, rồi dẫn hai người bước vào nhà múa. Bọn vũ nữ dạt ra để nhà vua và hoàng hậu vào tới giữa nhà, rồi họ lại tiếp tục vừa múa vừa dâng rượu hầu vua. Khi ở ngoài, nhìn các hình người và xúc vật chạy nhảy vòng tròn non sống động như người thật, vật thật. Nay vào trong, nhìn tận mắt thấy toàn khung che phất giấy màu, được ánh sáng dọi chiếu huyền ảo, đánh lừa con mắt người xem. Nhà vua và hoàng hậu đưa mắt kiếm tìm bốn phía không thấy có người điều khiển, bèn hất hàm hỏi tên trưởng trò, các người làm thế nào cho nó chạy. Người trưởng trò liền tra một chiếc lẫy giống hình chiếc lẫy nỏ vào góc cột. Lập tức cả ngôi nhà di chuyển trên các bánh xe. Hoàng hậu chiêu thánh vẫy tay lắc đầu ta hỏi ngươi làm thế nào cho các vòng tròn kia nó quay. Người trưởng trò lại rút chiếc then ngay dưới mặt sàn, thế là tất cả các vòng quay xuôi ngược đều từ từ dừng lại. Khi nhà vua và hoàng hậu đều mỉm cười gật đầu, người kia đặt chiếc then máy xuống. Tất cả đều chuyển động như cũ. Vua khen mãi không thôi. Hết trò nhà múa, lại đến trò pháo bông. Cây pháo bông đặt trên một giá lớn có bốn bánh xe dày cây pháo cao 12 tầng khuôn theo hình bảo tháp Đại Thắng Tư Thiên ở chùa Sùng Khánh Báo Thiên. Một phát pháo hiệu thăng thiên, nổ tung trên nền trời sáng nhạt dưới ánh trăng mờ ảo. Pháo nổ bung ra hàng ngàn mảng sáng lấp lánh đủ sắc màu. Chống phách nổi lên, lập tức đội múa lân xuất hiện ngay dưới chân cây pháo. Người dũng sĩ đánh song đao, nhảy bổ vào đầu con kỳ lân. Kỳ lân khẽ dùng mình lùi lại ba bước, rồi nhảy trồn lên vồ tráng sĩ. Tráng sĩ luồn qua bụng kỳ lân. Kỳ lân uốn mình quay ngược lại toan dùng chiếc sừng nhọn hoắt đâm đối thủ. Bỗng choang một tiếng cực mạnh, con kỳ lân đã dùng sừng hất bay cả hai thanh đao của dũng sĩ. Dũng sĩ nhảy tót lên mình con kỳ lân. Cuộc đua tải giữa tráng sĩ trong đội quân thánh dực với con mãnh thú, khiến khách xem họ reo không ngớt. Một ông già áo quần đỏ lưng thắt giải khăn xanh, đầu chít khăn vàng, quay về phía nhà vua và hoàng hậu vái ba vái. Đoạn ông quay lại cầm ba nén hương châm vào ngòi pháo nơi tầng một. Ngòi cháy lóe ra màu sáng xanh ánh lửa diêm sinh. Một lát sau cháy tới tích trò, lập tức hiện ra hai chữ kiến chung. Đó là niên hiệu đầu tiên của triều đại nhà Trần, các quan mới dâng vào buổi thiết triều sớm nay. Vành sáng cháy mãi, khiến hai chữ đó rực hồng trên nền trời đêm các quan đều vỗ tay khen ngợi và ai nấy đều thầm đoán từ đây sẽ mở ra một thời kỳ sáng sủa khi hai chữ kiến trung sắp tàn lại bùng lên một tích trò mới vẫn ở tầng thứ nhất một cuộc rước đèn kỳ lạ dẫn đầu là một chú rồng xanh miệng ngậm ngọc minh châu thỉnh thoảng lại phun tóe ra một ngụm lửa tiếp theo là voi hổ báo gấu ngựa, sư tử, đại bản, công, chỉ Mỗi con mang một kiểu đèn khác nhau, mỗi đèn một màu khác nhau. Rồng treo chiếc đèn đỏ trói dưới tròn dâu rậm. Voi đung đưa chiếc đèn xếp màu hổ phách nơi đầu vòi. Hổ ngậm quay chiếc đèn cá chép màu sáng bạc lung linh. Cứ mỗi con vật xuất hiện lại có tiếng gầm, giống, réo, hót y hệt như tiếng của loài muông, thú đó phát ra các trò chơi đang ngoạn mục thì tích cho tầng hai chợt xuất hiện đây là một cảnh quen thuộc trong đời sống xã hội thường ngày thoạt tiên là cảnh vua cày ruộng tịch điển tiếp theo là chiếc thuyền đánh cá với ngư ông quăng trải rồi bác tiểu phu đang ngồi nghỉ bên gánh củi vừa đốn xong lại bác nông dân đang cày ruộng với con trâu béo mập và cuối cùng là một nho sinh đang nằm đọc sách dưới cây mai già cạnh mái nhà tranh bên vách núi. Cứ như thế, tầng nọ tiếp tầng kia, mỗi tầng là một tích trò lấy cảnh sinh hoạt trong dân dã, cảnh chăn tầm, xe tơ, dệt lụa, cảnh quan quân đánh giặc, cảnh hội làng với đủ các thứ trò chơi, vật, võ, trọi gà, đi kheo, thổi cơm thi. Cuối cùng trên chóp đỉnh cao của tầng 12, có một bánh luân xa quay tròn, tóe tung ra những chấm sáng lóa đủ màu, như người vái từng chùm hạt cải lân tinh. Rồi cũng từ bánh xe ấy, tỏa dần ra từng chữ một. Kết thúc là cả một dòng chữ khiến người ta đọc được, khải thiên lập cực trí nhân trường hiếu hoàng đế. Đó là tôn hiệu triều đình dâng mừng vua mới, triều trần thái tôn. Xem các cảnh hội hè nô nức từ triều đình cho tới chúng dân, trần thủ độ cảm động ứa nước mắt. Ông thầm nhủ, thế là trời trao nghiệp lớn cho họ trần thuận lòng trời, hợp ý dân, ta còn phải băn khoăn gì nữa. Trần Thủ Độ chợt nhớ đến Hoàng Tiên Sinh, lòng chạy buồn, không biết thầy tàng ẩn nơi đâu. Trên đây mới là vài cảnh hội sơ sài trong cung đình. Không thể so sánh với cảnh dân gian vui tấp nập diễn ra khắp kinh thành. Buổi đọc hôm nay chúng tôi xin tạm dừng tại đây. Quý vị hãy đăng ký và like video để chúng tôi có thêm động lực để đưa ra những clip hay hơn nữa hẹn gặp quý vị trong clip tiếp theo